tin bóng đá mới nhất ngày 18 tháng 6. Kết quả Copa America 2019 Sanchez lập công, Chile đại thắng ngày ra quân. MU tung chiêu giữ chân Pogba. Đại diện Neymar tiếp cận câu lạc bộ Real và Barca. Cú đúp của Eduardo Vargas cùng các pha lập công tới từ Eric Cunha và Alexis Sanchez đã giúp cho Chile đánh bại Nhật Bản với tỷ số 4-0. Nhật Bản mang tới Copa America lần này tới 17 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, một Samurai còn non trẻ tuyệt đối không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, đặc biệt với một Chile cũng không còn ở đỉnh cao. Điều đó được thể hiện rõ trong những phút đầu tiên của hiệp 1 khi Nhật Bản sẵn sàng chơi đôi công với Chile. Lối chơi khoa học, có tổ chức của Nhật Bản khiến cho Chile gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Có thời điểm trong hiệp đấu thứ nhất, Chile kiểm soát bóng tới 65% còn Nhật chỉ có 35%, nhưng đội đương kim vô địch Copa America lại không có nổi pha dứt điểm nào ra hồn. Thậm chí, khi bế tắc thì Chile lại chơi bóng theo kiểu Anh truyền thống là tạt cánh, đánh đầu, nhưng Alexis Sanchez hay Eduardo Vargas đều không sở hữu chiều cao lý tưởng để thực hiện cách chơi này. Tưởng chừng hai đội sẽ kết thúc hiệp đấu với kết quả hòa thì xuất phát từ pha đá phạt của Charles Aranguiz, Eric Cunha, cầu thủ đang khoác áo Bologna bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Chile ở phút 41. 3 phút sau, Nhật có cơ hội gỡ hòa khi Shibasaki chọc khe thông minh cho Ayaz Ueda thoát xuống, vượt qua được thủ thành Arias nhưng lại không thể đưa bóng vào lưới trống. Bước sang hiệp 2, Nhật Bản đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng khi mục tiêu đó còn chưa làm được, họ lại để thua bàn thứ hai. Từ đường truyền lại của Isla bên cánh phải, Vargas đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Chile ở phút 54 sau tình huống dứt điểm bên ngoài vòng 16m50, chạm chân Tomiyasu, đổi hướng làm bó tay thủ thành Osako, và một lần nữa, Ayaz Ueda bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầu tiên cho Nhật Bản ở Copa America 2019 với pha đệm trượt bóng ở cự ly gần. Lần này, người tạo cơ hội cho anh vẫn là thủ quân Shibasaki. Phút 65, Nakajima bật tường với Kubo, tạo điều kiện cho tân binh của Real Madrid thoát xuống, vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ Chile và đối mặt với thủ thành Arias, nhưng anh lại dứt điểm không thành công. 5 phút sau, Ayaz Ueda lại lần nữa cho thấy sự vô duyên ở trận này khi không thể băng vào tiếp bóng sau đường căng ngang đầy nỗ lực của Kubo bên cánh trái. Thời gian tiếp theo, cả hai đội đều có sự thay đổi nhân sự, nhưng khi Nhật Bản vẫn chơi bế tắc thì Chile lại có thêm hai bàn thắng nhờ công Sanchez 82 và Vargas 83. Thắng chung cuộc 4-0, Chile tạm vượt qua Uruguay để vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm dù có cùng hiệu số. Đến với các tin tức chuyển nhượng, đại diện của Neymar tiếp cận Real, Barca, siêu cỏ Pini Zahavi đang tiếp cận người của Real và Barca để chào bán Neymar sau khi ngôi sao Brazil được cho là đã chán Paris Saint-Germain và muốn trở lại Liga thi đấu. Neymar rời Barca gia nhập Paris Saint-Germain với phí chuyển nhượng 222 triệu euro nhưng có vẻ không còn muốn tiếp tục thi đấu cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Chủ tịch Paris Saint-Germain mới đây tuyên bố đầy ám chỉ rằng nếu cầu thủ nào không muốn cống hiến cho Paris Saint-Germain thì ông sẵn sàng để ra đi, khiến tin đồn Paris Saint-Germain sẵn sàng bán Neymar lan truyền. Cả Real và đội bóng cũ Barca đều được liên hệ với tiền đạo Brazil, nhất là Barca sau khi họ thất bại trong việc tìm người thay thế Neymar do cả Dembele lẫn Coutinho đều chơi không thành công. MU giữ chân Pogba, Rashford bằng lương khủng. MU chuẩn bị tăng lương lên mức rất cao dành cho Marcus Rashford và Paul Pogba nhằm giữ chân hai cầu thủ này ở lại Old Trafford sau khi có những tin đồn họ muốn ra đi. Với Rashford, MU dự kiến tăng lương cho anh từ 80.000 bảng trên tuần hiện nay lên 300.000 bảng trên tuần. Còn với Pogba, mức lương mới mà MU đề nghị dành cho tiền vệ người Pháp dự kiến là 500.000 bảng trên tuần, ngang với Alexis Sanchez, cao hơn hẳn mức 290.000 bảng trên tuần hiện nay. MU hy vọng với chiêu tăng lương này, họ sẽ giữ chân được hai ngôi sao nói trên, nhất là Pogba, sau khi anh vừa công khai ý định rời Old Trafford hè này. Arsenal cải tổ ban huấn luyện.
huấn luyện viên Unai Emery quyết định làm mới ban huấn luyện đội 1 Arsenal bằng cách để ông Steve Wood xuống phụ trách đội U23 và thay thế ông này sẽ là cựu tiền vệ pháo thủ Freddy Zambert. Steve Wood từng có 11 năm làm việc với các đội trẻ của Arsenal thời Wenger trước khi làm trợ lý huấn luyện viên ở đội 1. Từ giờ ông sẽ làm việc với đội U23 Arsenal, còn Zambert làm trợ lý huấn luyện viên đội 1, tức là phụ tá cho Unai Emery. Steve Wood là cựu ngôi sao Arsenal, thành viên của đội hình bất bại ở Premier League hồi 2004. Juventus chuẩn bị 100 triệu mua Pogba. Theo tin từ Italy, Juventus xác định chiêu mộ Paul Pogba là mục tiêu quan trọng của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 và họ chuẩn bị gửi tới MU đề nghị chuyển nhượng Pogba với giá khoảng 100 triệu euro, thấp hơn khá nhiều so với mức 150 triệu euro mà MU đòi hỏi trong trường hợp buộc phải bán tiền vệ người Pháp. MU không muốn bán Pogba nhưng Juve tin nếu Pogba đình công thì có thể họ vẫn miễn cưỡng bán anh vì Ole Gunnar Solskjaer không muốn giữ lại một cầu thủ không còn thiết tha gắn bó với câu lạc bộ. Maurizio Sarri chọn mua Marquinhos. Mauro Icardi, trung vệ người Brazil của Paris Saint-Germain, Marquinhos và tiền đạo người Argentina của Inter Milan Mauro Icardi là hai mục tiêu mua sắm của tân huấn luyện viên Juve ông Maurizio Sarri. Ông Sarri tin rằng Icardi sẽ ghi không dưới 40 bàn thắng trên mùa với thứ bóng đá của ông, trong khi tiền đạo 26 tuổi lại không nằm trong kế hoạch của Antonio Conte ở Inter Milan. Với Marquinhos, trở ngại cho Juve là mức lương lên tới hơn 10 triệu euro mà cầu thủ này đang nhận ở đội bóng Pháp. Marquinhos từng thi đấu cho Roma trước khi gia nhập Paris Saint-Germain năm 2013 và còn 3 năm hợp đồng với đội bóng này. Chelsea từ chối bán Willian. Chelsea mới đây đã từ chối bán tiền vệ Willian cho Barca và Atletico với giá 35 triệu bảng. Hợp đồng hiện tại của ngôi sao người Brazil đáo hạn vào tháng 6 năm 2020. Việc gia hạn hợp đồng giữa Willian và Chelsea cũng chưa có nhiều kết quả tích cực. Trở lại với bóng đá trong nước, điểm nhấn lượt đi V-League 2019. Tư Trọng Tài cứu người đến bất ngờ ngôi vương lượt đi V-League 2019, chứa đựng nhiều bất ngờ và có những điểm nhấn thú vị như sự lên ngôi bất ngờ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, hay việc Trọng Tài Ngô Duy Lân nhanh trí cứu người. Trọng Tài Ngô Duy Lân cứu sống Thiện Đức của Bình Dương ngay trên sân là một điểm nhấn đáng chú ý. Đây cũng là một trong năm vị huấn luyện viên đã rời cương vị chỉ sau nửa đầu mùa giải. Trong đó chung cảnh ngộ với huấn luyện viên Lee là huấn luyện viên Dương Minh Ninh của Hoàng Anh Gia Lai và Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến Bình Dương tự xin rút lui vì lý do cá nhân, trong khi huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ chuyển sang làm giám đốc kỹ thuật của Nam Định. Một điểm nhấn đáng chú ý khác của lượt đi V-League 2019 là vấn đề trọng tài. Những vị vua áo đen vẫn có những tình huống tạo ra sự nhức nhối cho cả các cầu thủ trên sân cũng như khán giả. Tuy nhiên, không phải là không điểm sáng khi trọng tài Ngô Duy Lân từng nhanh trí cứu sống Thiện Đức của Bình Dương trong một tình huống cầu thủ của Bình Dương rơi vào tình trạng hôn mê. Hé lộ ba câu lạc bộ sẵn sàng trả lương gấp 3 lần VFF để cướp thầy Park. Đến với bóng đá Việt Nam vào tháng 10 năm 2017, huấn luyện viên Park Hang-seo nhanh chóng mang tới những thành công ngoài mong đợi. Cụ thể, tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông đã giành ngôi Á quân. Tại ASEAN 2018, Olympic Việt Nam xếp hạng 4. Đến AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi. Ở ASEAN Cup 2019, những ngôi sao vàng tiếp tục chơi ấn tượng và lọt vào tứ kết. Mới nhất, khi tham dự giải giao hữu Kings Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã thắng chủ nhà Thái Lan 1-0 để khẳng định vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á, đồng thời vượt lên xếp hạng 96 trên bảng xếp hạng FIFA. Huấn luyện viên Park Hang-seo giờ đây như một người hùng của bóng đá Việt Nam và tất cả đều muốn ông gắn bó lâu dài với giải đất hình chữ S, đặc biệt khi những ngôi sao vàng bắt đầu nhen nhóm giấc mơ về tấm vé dự World Cup trong tương lai không xa. Tuy vậy, điều khiến không ít người lo lắng chính là việc hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn thời hạn tới tháng 1 năm 2020 và liệu Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có đủ tiềm lực để trả cho nhà cầm quân này một mức lương cao hơn. Vậy khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam vào đầu năm 2020 liệu có thể xảy ra? Đây là điều hoàn toàn có thể nếu VFF không nhanh chóng hành động và đưa ra một mức đãi ngộ thực sự xứng đáng. Theo thông tin từ nhà báo Minh Hải, hiện có những đối thủ rất muốn sở hữu huấn luyện viên Park Hang-seo, thậm chí sẵn sàng trả gấp đôi, gấp 3 mức lương mà VFF có thể trả. Theo nhà báo Minh Hải, hiện có 3 nơi đã đặt vấn đề với thầy Park, gồm một câu lạc bộ giàu có của Thái Lan, một số đội bóng của Hàn Quốc và một câu lạc bộ của Trung Quốc. Trong đó, ông chủ của đội bóng Thái Lan kể trên sẵn sàng trả nhà cầm quân 60 tuổi mức lương 100,0000
USD trên tháng, tức gấp 5 lần những gì ông đang nhận. Còn mức lương câu lạc bộ Trung Quốc đề nghị là 150.000 USD trên tháng. Riêng các đội bóng Hàn Quốc thì mức đề nghị cũng không dưới 50.000 USD trên tháng, tức ngang bằng mức mà VFF chuẩn bị đề nghị thầy Park. Bất ngờ đội bóng Công Phượng thử việc ở Pháp. Phía Hoàng Anh Gia Lai giữ kín thông tin đội bóng hạng nhì Pháp, nơi mà Công Phượng có cuộc thử việc trong thời gian tới. Tuy nhiên, tối 17 tháng 6, nhiều thông tin từ đội bóng phố núi đã cho biết họ về cơ bản đã hoàn tất thủ tục xuất ngoại cho chân sút xứ Nghệ. Điểm đến của Công Phượng là câu lạc bộ Clermont Foot chứ không phải Paris FC như những đồn đoán trước đó. Clermont Foot hiện đang chơi tại League 2. Mùa giải 2018-19 họ cán đích ở vị trí thứ 10. Theo trang Transfermarkt, tổng giá trị cầu thủ của Clermont Foot hiện đạt 16,35 triệu euro. Trong đội hình câu lạc bộ này có một số cầu thủ từng khoác áo U19 Pháp như Florian A hay Fran Honorat. Gần một nửa đội hình hiện tại của Clermont Foot đang trong độ tuổi U23. Trong lịch sử của mình, thành tích tốt nhất của đội bóng này là từng lọt vào tứ kết cúp quốc gia Pháp mùa 1996-97, vượt qua cả Paris Saint-Germain tại vòng 1/8. Có một chi tiết rất thú vị là Clermont Foot từng được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên nữ. Bà nắm quyền tại câu lạc bộ này trong 3 mùa giải trước khi lên làm huấn luyện viên tuyển nữ Pháp vào năm 2017. Hiện tại Công Phượng đang ở thành phố Hồ Chí Minh để chờ cấp visa đi Pháp. Dự kiến, cực tiền đạo Incheon lên đường vào ngày 24 tháng 6 tới. Đại diện Hoàng Anh Gia Lai khẳng định Công Phượng không đăng ký thi đấu ở lượt về League 2019. Nếu thử việc không thành công ở Pháp, tiền đạo sinh năm 1995 sẽ tìm cơ hội ở những đội bóng khác của châu Âu.